dù liên tục tăng cung nhưng vẫn không theo kịp nhu cầu của người dân. Các chuyên gia nhận định giá nhà đất vẫn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo báo Tiền Phong, báo cáo thị trường bất động sản của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công bố cho thấy những thông tin đáng chú ý về mức tăng giá của bất động sản. Về phân khúc bất động sản nhà ở, giá bán sơ cấp quý 2 tiếp tục tăng do nguồn cung mới hầu hết được hoàn thiện và định vị ở mức tiêu chuẩn cao. Một số dự án căn hộ chung cư phân khúc trung cấp cũng tăng giá từ 3 đến 5% do nguồn cung phân khúc này ngày càng khan hiếm. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ chung cư tại thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng lần lượt 58%, 27% và 45% so với năm 2019. Khảo sát trên thị trường cũng không khó để nhận thấy căn hộ chung cư tăng giá. Anh Nguyễn Duy Trí ở Đống Đa, Hà Nội cho biết đã lãi 200 triệu đồng chỉ sau vài tháng đầu tư căn hộ chung cư. Tháng 12/2023, anh Trí mua một căn hộ chung cư tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội với mục đích lướt sóng thị trường. Thời điểm mua, giá căn hộ 60m² là 2,3 tỷ đồng, nhưng đến tháng 5/2024, căn hộ của anh đã được môi giới hỏi mua lại với giá 2,5 tỷ đồng và đến giờ môi giới sẵn sàng trả 2,6 tỷ đồng. Tại tọa đàm tiêu điểm đầu tư bất động sản trong bối cảnh mới, ông Đặng Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Mai Việt Len chia sẻ, từ 2014 đến nay, giá trị chung cư liên tục tăng nhanh. Theo CBRE, mỗi năm giá chung cư tăng từ 13 đến 15%. Đến nay, phân khúc chung cư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo ông Giang, để làm rõ về tình trạng giá chung cư tăng nóng hiện nay có phải dấu hiệu bất thường thì chúng ta phải xét trên nhiều yếu tố. Thông thường, bong bóng hình thành trên yếu tố cung cầu, nhu cầu đầu tư chênh lệch với nhu cầu ở thực, yếu tố về giá, chính sách tiền tệ, nguồn vốn. Thực tế, theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn thì nguồn cung chung cư đang vô cùng hạn hẹp. Ví dụ tại Hà Nội, dù liên tục tăng cung nhưng vẫn không theo kịp nhu cầu của người dân. Nói cách khác, theo tôi, do thiếu cung nên việc chung cư tăng giá không hẳn là bất thường. Cùng với việc tăng giá, nhu cầu tìm mua bất động sản cũng tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng lượt tìm kiếm tăng hơn 10%. Theo ông Nguyễn Dũng Minh, Phó Tổng Giám đốc MIK Group, nhận định, thời gian tới, tôi kỳ vọng các luật mới sẽ tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư lớn, có các dự án quy mô lớn mới, mang lại giá trị thực sự cho xã hội. Gần 5 năm gần đây, các dự án có quy mô lớn như Vinhomes Smart City, Ocean, Eco Park đã tạo ra giá trị gia tăng lớn. Đơn cử như Smart City Tây Mỗ, 4 năm trước, giá bán chỉ tầm 30 triệu đồng một mét vuông, bây giờ đã lên tới 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Điều này không chứng minh cho tình trạng thị trường đang phát triển nóng, mà cho thấy dự án được đầu tư bài bản, có quy mô, hạ tầng tốt đã mang lại giá trị thực sự cho người mua. Ông Minh cho biết vấn đề ngắn hạn như nguồn cung hạn chế là một trong những yếu tố tác động tới giá bán. Từ giờ đến cuối năm và đầu năm sau, giá bán trung bình còn lên cao hơn nữa. Trong khi đó, chia sẻ trên báo Thanh Niên, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc đưa ba luật trên có hiệu lực sớm sẽ khắc phục nhiều vấn đề hạn chế về pháp lý, giải tỏa khó khăn, giúp các dự án đang dừng có thể được khởi động lại, cũng như tạo điều kiện ra đời các dự án mới. Về nguyên tắc thị trường, khi nguồn cung tăng, cân đối bài toán cung cầu, thì giá bất động sản nói chung cũng như giá đất nói riêng sẽ hạ nhiệt. Song thực tế lại đang diễn biến ngược lại. Đây là biểu hiện tự nhiên và tất yếu của thị trường khi bắt đầu sôi động trở lại, đồng thời phù hợp với động cơ và thực tế của cả người mua lẫn người bán. Ông lý giải, chuyên gia này phân tích, 2 năm qua, thị trường bất động sản gần như đóng băng. Khi thị trường được khơi thông thì sẽ sôi động trở lại, và một trong những biểu hiện đầu tiên chính là giá tăng. Bên cạnh đó, dù nhiều dự án có cơ hội tái khởi động, nhưng ở góc độ chủ đầu tư thì trong suốt thời gian dự án mắc kẹt, chi phí của họ tăng lên rất nhiều. Đất bỏ đó, dự án đứng im nhưng vẫn phải trả lãi vay, chi phí khấu hao. Chưa kể nợ nần giữa chủ đầu tư với các công ty xây dựng. Chi phí tăng nên chủ dự án khi khởi động lại sẽ tăng giá để bù đắp. Mặt khác, về phía người mua, khả năng cao vẫn chấp nhận giá tăng vì thời điểm hiện nay, khả năng tiếp cận vốn tốt hơn trước rất nhiều và lãi suất giảm. Một phần các chi phí tính toán cho đầu tư bất động sản về tiếp cận vốn, lãi vay có thể du di với phần giá tăng lên. Điều này dẫn tới xu hướng giá bất động sản trục trịch tăng như thực tế hiện nay. Nhìn dài hơi hơn, tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng chưa thể nhận định giá bất động sản sẽ tăng hay giảm sau khi ba luật có hiệu lực. Bởi luật có rất nhiều nội dung thay đổi tác động tới giá bất động sản theo nhiều chiều hướng khác nhau. Sự tăng hay giảm phụ thuộc nguyên nhân giá đất biến động thời gian vừa qua tại từng phân khúc. Đơn cử, thị trường bất động sản thời gian qua nổi cộm vấn đề nguồn cung hạn chế. Nếu căn cứ vào các quy định trong ba luật mới thì khả năng tăng cung trong thời gian tới sẽ rất cao. Như vậy, nguyên nhân giá đất tăng do thiếu nguồn cung sẽ được giải tỏa, có thể tạo xu hướng giảm giá. Tương tự, việc thực hiện cho phép bán bất động sản trên tài sản hình thành trên đất kèm theo quyền thuê đất sẽ làm cho thị trường năng động hơn. Bạn đánh giá như thế nào về giá cả nhà đất trong thời gian tới? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết.
Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về các diễn biến mới nhất của thị trường bất động sản, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành. Thị trường đất nền được chuyên gia dự báo có nhiều biến động. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2, 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của luật đất đai. Với những khu vực còn lại, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định khu vực chủ đầu tư có thể phân lô tách thửa và chuyển nhượng cho cá nhân tự xây nhà ở. Trong khi đó, quy định hiện hành chỉ ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại 1 trực thuộc trung ương. Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Theo các chuyên gia, việc không được phân lô bán nền tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 có tác động rất lớn tới cơ cấu phân khúc sản phẩm bất động sản. Với quy định mới, số lượng sản phẩm đất nền từ phân lô trong giai đoạn tới sẽ sụt giảm, nguồn cung khan hiếm khiến giá đất tăng lên. Với cái quy định này nè, thì chắc là thị trường sẽ hạn chế từ từ các cái lượng đầu cơ này ở góc độ từ chủ đầu tư. Và luật như vậy thì sẽ hơi khó hơn trong việc là tách thửa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung, thì cái giá có thể là cái giá của đất nền nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn vì ít nguồn cung. Một số quan điểm cũng cho rằng việc cấm phân lô bán nền theo như quy định mới có thể làm giảm tình trạng phân lô tràn lan, nguồn cung ra ngoài thị trường cũng hạn chế hơn, giúp giảm tình trạng lãng phí tài nguyên đất. Xét về dài hạn thì điều này sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Mình nghĩ cái chính sách này nó rất tốt cho thị trường, nó ngăn những cái đầu cơ nhưng mà bù lại thì những cái dự án đã được cấp phép trước và vẫn có thể mở bán được, thì những cái dự án đó sẽ chắc chắn có sự tăng giá rất là tốt, bởi vì nhu cầu của người dân, người ta vẫn sẽ muốn đầu tư vào đất nền bởi vì nó chi phí đầu tư nhỏ và nó có yếu tố thanh khoản. Tại báo cáo mới đây, nhóm phân tích của MBS Research cho rằng phân lô bán nền nói chung sẽ giúp tạo thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên cũng ảnh hưởng nhiều đến bộ mặt của đô thị, tạo ra các cơn sốt đất ảo. Việc hạn chế phân lô bán nền sẽ khiến nguồn cung bất động sản tại các khu vực đô thị bị hạn chế, khiến mặt bằng giá đất nền tại đây cũng sẽ nêu cao, khó điều chỉnh giảm. Quy định này sẽ ảnh hưởng đến nhiều các doanh nghiệp có cơ cấu đất nền cao trong chỗ sản phẩm, bởi việc phải xây dựng nhà ở thấp tầng sẽ ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp khi cần vốn đầu tư lớn hơn so với kinh doanh đất nền. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của Cà Phê Lên, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop Cà Phê Lên dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin Cà Phê Lên, bán nhà thần tốc.